hay ông yêu một bà, sự tích ba vị thần táo quân. Táo quân là một tín ngưỡng cổ truyền của người Việt khi cúng ông công ông táo vào ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm. Các ngài là những vị thần cai quản việc trong gia đình. Sự tích táo quân hay sự tích ông công ông táo là câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng và có nguồn gốc từ ba vị thần là thổ địa, thổ công và thổ kỳ, tức ba vị thần nhà, vị thần đất và vị thần bếp núc của thời xưa. Tuy vậy, người dân Việt Nam vẫn quen gọi chung cả ba vị thần này là táo quân hoặc là ông táo, bà táo. Chuyện xưa kể lại rằng, ngày xưa có hai vợ chồng nghèo lấy nhau đã lâu nhưng không có con. Một hôm do giây phút nóng giận, người chồng đã ra tay đánh vợ. Người vợ đau buồn bỏ nhà ra đi. Thời gian sau này, người vợ quen một người đàn ông mới hiền lành tốt bụng. Cả hai nên duyên vợ chồng. Người chồng cũ nguôi giận vợ, anh vô cùng hối hận nên đi tìm vợ đằng đẵng nhiều năm mà tìm mãi không thấy. Khi đi tìm vợ, vì tiền bạc mang theo đã sử dụng hết nên người chồng cũ đành phải đi ăn xin. Khi người chồng cũ đói quá ngất ở gần nhà cô vợ, cả hai nhận ra nhau. Cô mời anh vào nhà và nấu cơm cho anh ăn. Lúc bấy giờ, người chồng mới trở về nhà. Sợ gặp chồng cũ thì khó giải thích, nên người vợ bảo chồng cũ ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Đúng lúc đó, anh chồng mới về nhà không hề biết, liền ra đốt đống rơm lấy cho bón ruộng. Người vợ trong nhà chạy ra thấy chồng cũ đã chết bởi sự sắp đặt của chính mình, nên đã đau đớn nhào vào đống rơm đang cháy để chết cùng. Gặp phải tình cảnh này, người chồng mới quá yêu thương vợ mình, anh gào khóc đau buồn và sau đó cũng nhảy vào để chết theo vợ. Cả ba linh hồn của các vị này được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy cả ba đều là người có nghĩa, có tình nên sắc phong làm táo quân, gọi chung là Định Phúc Táo Quân. Nhưng mỗi người lại trông giữ một việc. Người chồng cũ làm thổ địa, phụ trách trông coi việc nhà cửa, được phong danh hiệu là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Người chồng mới làm thổ công, sẽ trông coi việc bếp với danh hiệu là Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Người vợ làm thổ kỳ, phụ trách công việc chợ búa, được phong danh hiệu là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần. Từ đó, cả ba vị thần táo được coi là ba vị thần định đoạt phước đức cho gia đình. Phước đức này sẽ do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Bài vị thờ vua bếp sẽ được ghi văn tắt là Định Phúc Táo Quân, nghĩa là thần định mọi hạnh phúc. Đó là lý do vì sao mỗi năm, cứ đến Tết ông công ông táo vào 23 tháng chạp, ba vị thần táo sẽ lên trời báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế về những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, về những việc làm tốt xấu của các thành viên trong gia đình trong một năm một cách đầy đủ nhất. Theo quan niệm của người Việt, không chỉ cai quản việc trong các gia đình, các vị táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng, lên thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm, để thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả loài người. Đến đêm giao thừa, táo quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình. Ngày ông công ông táo đã đi vào tiềm thức của người Việt. Vào ngày này, người dân làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần. Đồng thời, đây cũng là dịp để người người, nhà nhà trở về nhà sum họp, quây quần sau một năm làm ăn vất vả. Trong mâm cúng, người Việt thường chuẩn bị thêm cá chép, khoảng 2 hoặc 3 con cá chép thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong, người dân sẽ đem phóng sinh ở các sông ao hồ với ý nghĩa đưa ông táo về trời. Bên cạnh đó, tục lệ phóng sinh cũng thể hiện sự nhân ái, từ bi của người Việt.